Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022, sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức lễ viếng và đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương. Đoàn đại biểu Quân dân chính đảng tỉnh Bình Dương do đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã tiến hành đặt vòng hoa và dâng hương trước tượng đài liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm và lần lượt thắp hương trên từng phần mộ liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với các bậc cha anh đi trước đã không tiếc máu xương, cống hiến hy sinh cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua hai cuộc kháng chiến cứu nước cũng như trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc Việt Nam, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ. Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Trên vùng đất thủy chung nghĩa tình, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Dương luôn khắc ghi sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Các đồng chí, đồng đội đã kiên cường chiến đấu hy sinh trên mảnh đất này, nguyện đoàn kết chung sức đồng lòng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang hào hùng của dân tộc, quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách, giữ vững thành quả cách mạng, đoàn kết thi đua lao động sản xuất, quyết tâm xây dựng Bình Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh.